Tết năm nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng với các y bác sĩ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và trực sơ cấp cứu luôn được xem là nhiệm vụ cao cả. Ý thức được điều đó, suốt cả kỳ nghỉ Tết, hầu hết các bệnh viện đều tổ chức ứng trực đầy đủ. Trong đó, y bác sĩ không chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, mà còn đóng vai trò như người thân, cùng bệnh nhân vui xuân đón Tết. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia định đang có hơn 20 bệnh nhân nằm điều trị. Đã 3 năm công tác tại bệnh viện cũng là 3 cái Tết, bác sĩ Đinh Hương Quỳnh xa nhà. Dù đôi chút chạnh lòng nhớ nhà, nhớ quê, nhưng đối với chị, chữa bệnh cứu người là sứ mệnh mà chị và các đồng nghiệp ngày đêm theo đuổi. Bệnh nhân đang nặng, sau đó hồi phục được và trở về với gia đình. Nhìn thấy những cái nụ cười của họ, những cái vẫy tay của họ thì mình cảm thấy là tất cả những cái công sức mà mình bỏ ra đều xứng đáng. Những ngày Tết này mà bác sĩ vẫn tận tâm giúp đỡ bệnh nhân của người nhà cô là rất là chu đáo, cô rất là mừng. Cái gì là cũng nhờ bác sĩ, là cô điều dưỡng này là rất là nhiều, rất là quan tâm. Song song với công tác cứu chữa bệnh nhân, những ngày Tết đến xuân về, đội ngũ y bác sĩ cũng dành thời gian tổ chức các chương trình thiện nguyện, tham gia công tác xã hội, san sẻ những áp lực về kinh tế lẫn tinh thần cho bệnh nhân và người thân. Bệnh viện cũng cố gắng tổ chức những cái hoạt động, ví dụ như là những cái chương trình văn nghệ cho các nhân viên y tế, rồi trang hoàng lại bệnh viện, tạo những cái tiểu cảnh để cho các bạn có thể chụp hình và những cái cảnh để mà chúng ta bớt nhớ về cái quê nhà khi mà tham gia trực Tết. Sáng hôm nay, mùng 5 Tết Quý Mão, chị Ngọc Thúy vẫn đều đặn thực hiện lọc máu ngoài thận tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị Bệnh nghề nghiệp. Với chị, mặc dù những ngày Tết, nhưng các y bác sĩ ở đây luôn chăm lo chu đáo tận tâm cho bệnh nhân. Thấy cũng giống như ngày bình thường, bác sĩ cũng vô hỏi thăm khám rồi cũng điều trị nhiệt tình. Thì ngày Tết là một trong những ngày mà bệnh nhân rất là cần chúng ta nhất. Thì cho nên là chúng ta phải chia sẻ thời gian, nhưng mà vẫn phải đảm bảo chất lượng để đảm bảo cái việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Còn tại phòng trực khoa thần kinh sọ não trong dịp Tết này, với đặc thù nhiều ca bệnh nặng, nhiều bệnh nhân và người nhà ở xa đã chọn ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Khoa bố trí lúc nào cũng đều đặn có 2 bác sĩ cùng 5 điều dưỡng túc trực chăm sóc bệnh nhân. Mình trực thì thường 1-2 ngày trong Tết. Đó, mà so với về một cái bệnh nhân người ta ở lại, người ta xa quê thì cả một cái Tết đấy chỉ ở trong bệnh viện thôi, thì mình thấy không có đáng là gì hết. Mình cũng cố gắng trong cái tổ trực mình làm tốt nhất để cho ta khỏe qua Tết, họ có thể về nhà khỏe mạnh. Nhiều khi có nhân viên y tế lại giữ được một mạng sống của mình. Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp để mọi người, mọi gia đình đoàn viên sum họp. Thế nhưng nhiều ngành nghề vẫn thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết, trong đó có những người làm công tác y tế. Những nhân viên y tế đã gác lại nỗi niềm riêng, hạnh phúc gia đình để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, để mọi người có thể đón Tết, đón xuân một cách trọn vẹn.